ta có thể ghi bàn bất cật tiểu nam nhân sinh cũng nên đối mặt lựa chọn khó khăn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nhắc nhở, có mới hệ thống nhiệm vụ phát động mới túc chủ công khai làm ra trở xuống thuyết minh. Một thân yêu phiêu ro tiên sinh, kỳ thật ta là bị động thụ thích lấy bị tiến công phương thức. Đến thu hoạch được đặc thù giác quan thỏa mãn. Hai, Phiêu Ro tiên sinh, con gái của ngươi Ly thật sự là mê người cô nương, nàng cao phong sâu sắc hấp dẫn ta. Ta thỉnh cầu ngươi, đem Ly Gia gả cho ta đi. Ba, ta chỉ là đang nghĩ ngươi thái thái. Nếu có may mắn cùng nàng đại chiến một trận, nàng có lẽ sẽ quỳ ta nặng bổng phía dưới trong đầu nhớ tới thanh âm nhắc nhở, để chân thiếu long như bị sét đánh, thời gian dài ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, đối mặt tràn đầy chất vấn phiêu ro huấn luyện viên, vô luận lựa chọn cái nào một đầu. Đều đủ để để hắn rơi vào vực sâu. MD, thường ngày không nên như thế phát động A. À, tại xuyên qua trở thành một quả bóng đá vận động viên, thực hiện đời trước không thể hoàn thành mộng tưởng, còn đã thức tỉnh thuộc về mình ngón tay vàng về sau. Kịch bản hẳn là nhanh chóng trở thành lớn ngôi sao bóng đá mới đúng, sự tình làm sao lại biến thành như vậy chứ? Trần Thiếu Long cưỡng ép tách ra quá mức, nhìn hai bên một chút hy vọng là đang nằm mơ, làm người tuyệt vọng chính là hoàn cảnh không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. ST Poly đội thanh niên sân huấn luyện quất vào mặt mà đến gió thu. Dưới chân bóng đá chung quanh nhìn mình chằm chằm đồng đội, một mặt chất vấn nhìn qua phiêu ro huấn luyện viên, cùng góc rẽ rời đi xa xa mái tóc xù nữ hài bóng lưng. Phiêu ro nữ nhi đến thăm phụ thân, bởi vì mọc ra một bộ la lị mặt còn có ngọn núi cao vút, quả thực hấp dẫn, không ít lực chú ý. Đội thanh niên đều là chừng 20 tiểu hòa tử, ngày thường phần lớn thời gian liền đá bóng, một loại nào đó tinh lực đều cực kỳ tràn đầy. Làm đội thanh niên một thành viên trong đó, có mỹ nữ khẳng định nhiều chú ý vài lần, cũng không có gì lớn. Trần Thiếu Long vô tội muốn khóc, khi lấy được ngón tay vàng trong nháy mắt, hắn cũng cưỡng chế đạt được một cái đặc thù kỹ năng bị động chân thực. Chân thực, cỡ nào tên dễ nghe, chân thực. Có được một viên tinh khiết nội tâm, không cách nào nói ra dối trá, chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chân thực tình cảm cùng ý nghĩ chân thiếu lòng cảm nhận được kỹ năng bị động uy lực liền căn bản là không có cách bình tĩnh đi lên không cách nào dối trá xã hội bây giờ ai không dối trá a à? gặp được người nào nói cái gì lời nói là sinh hoạt cơ bản kỹ năng dù là kẻ đáng ghét đến đâu lấy lòng hơn mấy câu cũng khẳng định chính xác hoàn toàn không nói dối trá như thế nào mới có thể bình thường sống sót tỉ như một nữ nhân đến hỏi đánh giá một chút ta tướng mạo, còn có thể trả lời nói, thật xấu, muốn nôn, muốn chết phải không? Từ đạt được ngón tay vàng lên, chân thiếu long đã mất đi loại năng lực này. Đường Ly ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, đến nói chuyện đông tây phương tướng mạo chênh lệch vấn đề, hắn mới mở miệng liền bại lộ ý nghĩ, ngươi sơn phong thật cao. Lisa một mặt chấn kinh, e lệ, buồn cười kỳ quái biểu lộ, khẳng định là bị làm phụ thân Furo chú ý tới, chờ Lier rời đi về sau, hắn đi tới điểm danh chất vấn chân thiếu long. Người mới vừa rồi cùng nàng nói cái gì, báo ứng đến rồi. Furo hành vi phát động hệ thống thường ngày, ba cái tuyển hạng đơn giản phân tích chính là Thổ lộ Furo, đối Furo thổ lộ Lisa cùng thổ lộ Furo thái thái. Ta ngày A, cái này mẹ nó cái gì kỳ hoa tuyển hạng, cho dù là biểu đạt đối ly ra ái mộ chi tình, cũng không thể trước hướng phụ thân nàng khích lệ cao phong, sau đó tiến vào cầu hôn tiến độ A. Về phần còn lại hai cái, lão tử không phải biến thái. Trần Thiếu Long trong lòng thống khổ kêu thảm, thăm dò tính chất cùng hệ thống thương lượng, có thể không chọn sao. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày có tiêu cực thái độ, 10 giây sau tự động mở ra trừng phạt nhiệm vụ không cách nào hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ, sẽ cưỡng chế giảm xuống 5 điểm lực lượng thuộc tính. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7, mẹ nó. Trần Thiếu Long lập tức kinh hãi, đừng đừng đừng. Ta tuyển, hắn hết thảy liền có 40 điểm lực lượng thuộc tính, trong đội thuộc về thân thể yếu nhất cầu thủ, trừ đi 5 điểm không có 8 phần có một còn đá nghề nghiệp gì bóng đá A tại đếm ngược thanh âm biến mất trước, chân thiếu long kiên trì nói, phiêu ro tiên sinh, con gái của ngươi, Lisa thực sự là, thật sự là mê người cô nương, nhất là kia đối cao phong. Sâu sắc hấp dẫn ta, ta thỉnh cầu ngươi, xin đem Lisa gà gả cho ta đi, cũng chính là một câu cuối cùng nói nhanh, chân thiếu long còn phối hợp cúi mình vái chào. Yên tĩnh theo chân thiếu long tiếng nói kết thúc toàn bộ sân huấn luyện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tất cả mọi người dừng lại động tác bọn hắn đều đang làm một sự kiện chính là trợn mắt hốc mồm nhìn xem chân thiếu long sau đó lập tức đem chú ý đặt ở phiêu ro trên mặt ha 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 một đám người nhịn không được cười vang lối ra còn có bỏ đá xuống giếng nhắm ngay bên này giơ ngón tay cái lên chân thiếu long lúng túng muốn chết Estipoli đội thanh niên huấn luyện viên một cái gần 50 tuổi trung niên nhân càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin sắc mặt của hắn từ đỏ biến thành đen từ hắc lại chuyển thành đen than đen chợt liền trở nên xanh xám người nói cái gì nói lại lần nữa hắn cắn răng hung hãn nói, chân thiếu long giả bộ như ngây thơ vô chi nhìn hai bên một chút giống như mình không biết lời nói mới rồi sẽ thương tổn nghiêm trọng phiêu ro làm phụ thân nội tâm a à, phiêu ro tiên sinh chẳng lẽ ta thích ly gia cũng có lỗi tình yêu là vô giá chúng ta trung quốc coi trọng phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn ngươi là ly phụ thân ta thỉnh cầu ngươi đem chân cắn răng nghiến lợi nổi giận âm thanh lối ra phiêu ro đánh gãy chân thiếu long hắn dùng hết lực khí toàn thân chỉ hướng sân huấn luyện đường băng cho ta đi chạy vòng chạy một trăm vòng không một nghìn vòng hôm nay huấn luyện của ngươi chính là chạy một giây cũng không thể ngừng ta sẽ toàn bộ ngày giám sát đừng nghĩ lười biếng đừng nghĩ là 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 chân thiếu long ngược lại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng liền đi chạy vòng đông đảo đồng đội quăng tới buồn cười, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác ánh mát. Ngay tại lúc đó, Trần Thiếu Long cảm giác lực lượng của mình, tự hồ có một chút xíu tăng lên. Mặc dù chỉ tăng lên một điểm lực lượng, nhưng cân nhắc đến lực lượng thuộc tính chỉ có 40 điểm, một điểm cũng là 2, 5%, chỉ số tỷ lệ tới nói cũng không nhỏ, thân thể vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Chân Thiếu Long lập tức cảm thấy vui mừng, xấu hổ cũng là có thù lao. Hệ thống nhiệm vụ rất bình thường chứng đau chỗ tốt duy nhất chính là tăng lên rõ ràng. Đổi lại những người khác muốn rèn luyện tăng cường một điểm lực lượng, làm sao cũng muốn 10 ngày, nửa tháng, thậm chí nhiều hơn thời gian a. À, mình chỉ cần một câu liền tốt, không đúng còn muốn đứng trước liên tục chạy vòng, cùng phẫn nộ phiêu ro chú mục, phảng phất là như kim đâm ánh mắt, đâm phía sau lưng đều có chút đau đớn. Trần Thiếu Long yên lặng nói lời xin lỗi, hắn là không dám nhận mặt tạ lỗi, bởi vì kỹ năng bị động, chân thực, hiệu quả, có lẽ ở trước mặt nói ra được sẽ là ta liền thích ly ra cao phong. Người lại có thể thế nào, nổi giận phiêu ro có thể hay không khiêng súng săn truy sát mình. Đáng sợ, Trần Thiếu Long bên cạnh chạy trước bước, vừa mở ra hệ thống giao diện, cũng nhìn thấy nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng tăng lên túc chủ. Trần Thiếu Long tuổi tác: 18 tuổi, lực lượng chỉ số: 41, sức chịu đựng chỉ số: 39, linh mẫn chỉ số: 61, cầu cảm giác đánh giá: 50 nhan giá trị, 55 kỹ năng, chân thực có được một viên chân thực nội tâm không cách nào nói ra dối trá chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chân thực tình cảm cùng ý nghĩ tất sát tại hệ thống trợ giúp dưới đối thủ nhỏ vùng cấm địa sẽ cùng tại cầu môn tại đối thủ nhỏ vùng cấm địa sờ cầu tự động phát động tất sát hiệu quả bóng đá tất nhiên sẽ tiến vào đối thủ cầu môn mỗi trận chính thức tranh tài chỉ có thể phát động một lần tự do sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy. Ta có thể ghi bàn bất cật tiểu nam không tiết tháo, không điểm mấu chốt hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hệ thống người thuộc tính ước định so hai tháng trước đẹp mắt nhiều. Trần Thiếu Long rất là vui mừng. Vừa xuyên qua tới đạt được ngón tay vàng thời điểm, hắn ba cái thân thể thuộc tính lực lượng chỉ có 39 điểm, sức chịu đựng chỉ có 37 điểm, linh mẫn cao một chút cũng chỉ có 60 điểm. Cầu cảm giác quan hệ đến bóng đá trình độ kỹ thuật gần một tháng huấn luyện cũng rốt cục có một điểm tăng lên. Nhan giá trị, xem mặt xã hội nhan đáng nhưng trọng yếu, bình xét cấp bậc khẳng định là càng cao càng tốt. Theo cố gắng huấn luyện mang tới thành quả. Khụ khụ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hàng ngày mang tới trợ giúp, thân thể thuộc tính tăng lên tốc độ vẫn là rất bình thường rõ rệt. Nhưng vẫn là không cao a. Chân Thiếu Long vừa đạt được ngón tay vàng lúc xem xét thuộc tính đã cảm thấy rất bình thường nhất cả trứng, nhìn xem thuộc tính chỉ số liền biết không cao, đối so với một hạ đồng đội cơ bắp. Phát hiện mình thật đúng là trong đội tối gầy yếu một cái hắn nhịn không được liền hoài nghi, ra hỏa này là thế nào cầu dò xét nhìn chúng, bị từ xa xôi Trung Quốc đào móc đến nước Đức ST Poli câu lạc bộ đội thanh niên. Tầm thường bị châu Âu thi đấu vòng tròn đội bóng nhìn chúng, đều hẳn là trong nước nổi danh thiên tài A, à, quá thần kỳ. Đương nhiên, tổng hợp tới nói, linh mẫn, cầu cảm giác, kỳ thật đều là không tệ, cầu cảm giác 50 chỉ số không nên xem thường, chân thiếu long cảm giác trình độ của mình rất bình thường xuất sắc liên tục tâng bóng mười mấy cái rất nhẹ nhàng, truyền bóng tiêu chuẩn tới nói, 20 mét khoảng cách chạy truyền lại, cũng có thể chỉ đâu đánh đó. Trình độ của hắn tại trong đội không thể nói là nổi trội nhất, cũng có thể tiến vào chung du tiêu chuẩn, duy nhất chính là tiểu thân bản quá đơn bạc. Đáng thương sức chịu đựng thuộc tính còn chưa đủ 40 điểm, nghĩ đến về chạy đánh đầy toàn trường, chỉ có trong mộng mới có thể thực hiện. Cũng may có ngón tay vàng. Trần Thiếu Long nghĩ đến ngón tay vàng, lập tức cũng cảm thấy rất bình thường nhất cả trứng, ngón tay vàng hiệu quả xác thực rất tốt, nhưng mặt trái hiệu quả cũng đầy đủ để cho người ta phát điên. Nhớ kỹ vừa xuyên qua tới thời điểm, hắn nhân duyên còn không kém, cùng đồng đội trò chuyện cũng bình thường, phiêu ro huấn luyện viên thái độ đối với chính mình cũng không tệ. Đường ST Poly đội thanh niên tham gia nước Đức Bắc khu tranh tài lúc, ngẫu nhiên mình cũng sẽ có dự bị ra sân cơ hội hiện tại hoàn toàn khác nhau. Vì có chút nhức cả chứng nhiệm vụ hàng ngày, hắn cơ hồ bại quang hết thảy mọi người phẩm, giấu đồng đội là giày chơi bóng, đùa giỡn câu lạc bộ phòng ăn nữ nhân viên. Huấn luyện trong lúc đó làm theo ý mình còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vừa rồi lại làm chúng khích lệ Lisa bộ ngực thỉnh cầu ro đem Lisa gả cho mình. Khụ khụ, hai tháng, chân thiếu long đối hệ thống nhiệm vụ cũng biết thường ngày hệ liệt nhiệm vụ chính là làm có thể tăng lên thuộc tính nhưng nhiệm vụ hàng ngày phát động cơ chế vẫn là không có hiểu rõ có đôi khi đột nhiên liền đến cái nhiệm vụ có đôi khi cùng người trò chuyện một hồi lâu thậm chí phát sinh cãi lộn thảo luận mâu thuẫn các loại cũng sẽ không phát động nhiệm vụ hàng ngày nhiệm vụ hàng ngày đại khái là có lần số hạn chế nghĩ như vậy cũng có đạo lý nếu không liên tục soát mấy trăm thường ngày đương một tháng tinh thần trải qua bệnh liền có được thế giới đỉnh tiêm cự tinh tiêu chuẩn rồi vậy cũng quá dễ dàng điểm nhiệm vụ hàng ngày phiền não còn không chỉ như thế khi nhiệm vụ bị phát động về sau cự tuyệt hoàn thành liền sẽ phát động trừng phạt cơ chế nếu không sẽ cưỡng chế khấu trừ điểm thuộc tính quả thực là quá tàn khốc lần thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày lúc chân thiếu long liền cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ phát động hệ thống trừng phạt cơ chế bị yêu cầu liên tục mặc vào hai tuần lễ tê bách tê bách a ở bên ngoài còn không có cái gì hắn không phải tiểu khố siêu nhân tiểu khố sẽ không lộ ở bên ngoài những người khác không nhìn thấy nhưng ngẫu nhiên có một ngày tại phòng thay quần áo đổi quần áo chơi bóng thời điểm, bị hai cái vào cửa đồng đội nhìn thấy, sau đó liền trở thành trong đội lửa nóng nhất bát quái, chân mặc chính là tê, bách. Phen hâm mộ, ta thấy được, hắn có nữ trang p quả thực là biến thái. Oh my god, tuyệt đối không nên tiếp cận hắn. Chân thiếu long khóc không ra nước mắt hệ thống nhiệm vụ hàng ngày còn phù hợp bình thường lấy hướng, cũng chỉ là làm việc ác liệt điểm, nhưng đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đùa giỡn nữ nhân viên thế nào? Khích lệ mỹ nữ bộ ngực thế nào? Nam nhân đều háo sắc, giấu đồng đội dày chơi bóng, huấn luyện bên trong làm theo ý mình. Chỉ là trong đội bình thường xung đột ai sinh hoạt còn có thể mỗi ngày hài hòa. Mặc tê bách dính đến sinh lý lấy hướng, dở hơi vấn đề, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trần Thiếu Long thể kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, cho dù là đem người phẩm bại quang ánh sáng, cũng là có thể bị ngoại giới lý giải. Những này còn có thể tiếp nhận. Mấu chốt là kỹ năng. Trần thực bị động hiệu quả, dẫn đến hắn nhiều khi cùng người giao lưu trở nên khó khăn, nếu không lối ra liền có thể đắc tội với người muốn thu hoạch được tranh tài kỹ năng nhất định phải hoàn thành kỹ năng thu hoạch nhiệm vụ lúc này mới xấu hổ tất sát chính là thông qua hoàn thành kỹ năng thu hoạch nhiệm vụ đạt được tranh tài năng lực tại đối thủ nhỏ vùng cấm địa sờ cầu tự động phát động tất sát hiệu quả bóng đá tất nhiên sẽ tiến vào đối thủ cầu môn lý giải hạ kỹ năng giải thích liền biết hiệu quả có bao nhiêu bác mỗi trận chỉ phát động một lần, cũng trở thế là một cái dẫn bóng, thu hoạch được kỹ năng phương thức cũng rất bình thường kỳ hoa, hắn muốn đứng tại trên đường phố. Hỏi thăm một trăm nữ nhân tiểu khố nhan sắc, có vài nữ nhân ngượng ngùng đi ra, có vài nữ nhân giận mắng, biến thái, sắc sói. Đây là tốt một chút. Có vài nữ nhân dứt khoát liền trực tiếp vung bàn tay, hắn chân chính thấy được Âu Mỹ nữ tính cường hãn cuối cùng còn kém chút bị cảnh sát mang đi bi thảm hồi ức a à. rất nhanh chân thiếu long liền không tâm tình nghĩ nhiều như vậy tiếp tục không ngừng chạy nương theo lấy thể năng nhanh chóng tiêu hao hắn thật dài hơi thở còn tại nện bước chân nhưng cảm giác hai chân tựa hồ không phải là của mình đồng dạng hắn chạy không nổi rồi Đừng nói là kiên trì một ngày thời gian, kiên trì mấy chục phút, một giờ, đều là khó mà làm được, nhất là ro còn tiếp tục giám sát, không thể đi từ từ, chỉ có thể không ngừng chạy. Hô, hô, chân thiếu long chạy tới ro trước người, đầy mắt đáng thương cầu đồng tình, có thể đổi tới chỉ có một câu, ngươi có thể nghỉ ngơi 5 phút, sau đó. Tiếp tục chạy, đừng nghĩ lười biếng, đây là để ngươi rèn luyện thể năng, rèn luyện ngươi muội. Trần Thiếu Long lòng tràn đầy nhà rãnh bắt đầu bi thảm một ngày, chạy quá mệt mỏi nghỉ ngơi mấy phút, tiếp tục chạy, lại nghỉ ngơi, tiếp tục chạy. Một ngày trôi qua, Trần Thiếu Long kéo lấy cực hạn mỏi mệt, về tới cầu thủ ký túc xá, ngay cả tắm đều không có tẩy, liền trực tiếp té nằm ngủ trên giường tới. Trong mộng, Philor tha thứ mình, còn quyết định đem Lisa gả cho hắn, nhưng hắn lại hết sức sợ hãi, không ngừng khoát tay hô ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ta không muốn sớm như vậy kết hôn. Ta còn trẻ, ta không muốn nâng lên tiến vào hôn nhân phần mộ, đừng. Đừng, đừng, sự tình không có lạc quan như vậy cùng ngày huấn luyện kết thúc về sau, Führer tìm được câu lạc bộ quản lý Retihi tràn đầy phẫn nộ phàn nàn nói ta thật sự là chịu đủ kia Trung Quốc người chân ghê tởm hắn không có ưu điểm bóng đá không tốt thân thể gầy yếu kẻ như vậy có thể có cái gì tiền đồ mà lại hắn thường thường kể một ít không giải thích được hôm nay hắn lại muốn cầu ta đem Lisa gả cho hắn thượng đế Hắn coi là sống ở 500 năm trước sao? Ta đề nghị, câu lạc bộ cùng hắn giải ước. Để hắn về nước đi. Ta đội bóng không cần hắn, Retihi vừa nghe vào đề gật đầu ta nghe qua một ít chuyện. Nhưng chúng ta là bóng đá câu lạc bộ, chức nghiệp bóng đá câu lạc bộ. Chúng ta đội thanh niên, xem trọng là cầu thủ tiềm lực mà không phải tính cách. Chân là rô đề cử, hắn cũng thông qua được thử huấn, năng lực hẳn là sẽ không quá kém A, à, tranh lệch. Hoàn toàn theo không kịp, Führer khẳng định nói, hắn quá gầy yếu. Ta để hắn ra sân qua mấy lần, căn bản không có khả năng có biểu hiện, Retihi kiên nhẫn nghe. Kỹ thuật của hắn vẫn còn theo kịp, nhưng chỉ có kỹ thuật, người biết, chức nghiệp đấu trường, thân thể là rất trọng yếu, hắn ngay cả hộ cầu đều làm không được, làm sao có thể có tiền đồ. Führer nói, ta đề nghị lập tức giải ước, để hắn trở về đi. Hắn lưu lại chỉ có mặt trái tác dụng, "Tốt a, à, tốt a, à, ta đã biết", Pretty Hi thở dài, nói, "Cuối tuần liền có đội thanh niên tranh tài a." À. Đến lúc đó An bài chân ra sân, ta lại nhìn tranh tài, Pretty Hi nói bổ sung. "Tốt cứ như vậy quyết định." ro rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? ta có thể ghi bàn bất cật tiểu nam luận lớn diện tích tung lưới đến tiếp sau ảnh hưởng. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Lộc cọc ọc ọc. Chân thiếu long bị bụng tiếng kêu đánh thức trong mông lung ngoài cửa sổ còn có chút lờ mờ. Cũng không biết là thời gian nào hắn vội vàng đứng lên tế ngũ tạng miếu. Mấy cái trứng gà chín. Phiến mạch hỗn độn thôn tảo vào trong bụng mới cảm giác thân thể có khí lực, hồi tưởng lại tối hôm qua mộng cảnh, vẫn là cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Kết hôn, nói đùa cái gì? Ta còn tại tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác bên trong, nhan giá trị còn tại không ngừng dâng lên, về sau nhất định có thể cưới được thế giới xinh đẹp nhất cô nương, bất quá. Muốn nói thật lên, Lisa cũng không tệ, cái kia phong. Khụ khụ, nhắc nhở hệ thống thanh âm đánh gãy chân thiếu long oai oai, thân thể của ngươi thuộc tính ước định, có thể kích hoạt mới, kỹ năng thu hoạch nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ mới, nhiệm vụ có thể chọn. Thật tốt, chân thiếu long cảm thán, kỹ năng thu hoạch nhiệm vụ, nhân tính hóa, không giống như là hệ thống nhiệm vụ hàng ngày, là cưỡng chế muốn đi làm, quả thực là nghiền ép người lao động ghê tởm nhà tư bản. Bất quá, vẫn là phải tiếp nhận kỹ năng thu hoạch nhiệm vụ là có thể thu hoạch được tranh tài kỹ năng hiện giai đoạn thân thể thuộc tính thấp cầu cảm giác cũng rất bình thường nghĩ đá chức nghiệp thi đấu phòng tròn không dựa vào kỹ năng lại hỗn mấy năm cũng khó khăn chân thiếu long từ từ nhắm hai mắt lựa chọn tiếp nhận sau đó lấy khẳng khái chịu chết tâm thái xem xét lên nhiệm vụ yêu cầu nhắc nhở dự báo kỹ năng thu hoạch nhiệm vụ vì thu hoạch được cường đại dự báo kỹ năng, túc chủ cần tiếp tục tiến hành sớm rèn luyện. Mỗi sáng sớm thần thân mang tiểu khố, vòng quanh mật độ nhân khẩu không thua kém 2.000 người quảng trường chạy cự ly dài 3 cây số trở lên. Nửa đường phải hướng 10 cái trở lên nữ tính biểu đạt ái mộ chi tính. Tiếp tục thời gian, 14 ngày, đặc biệt nhắc nhở nửa đường gián đoạn rèn luyện thời gian sẽ một lần nữa tính toán rèn luyện ngươi muội chân thiếu long nhịn không được chửi ầm lên cái này đáng chết hệ thống muốn thu hoạch được kỹ năng nhất định phải nỗ lực nhào mặt đại giới chịu đựng qua mấy lần về sau hắn đều có chút quen thuộc bất quá vẫn là rất khó a à. hệ thống nhiệm vụ yêu cầu bên trên không có ghi chú rõ biểu đạt ái mộ phương thức chân thiếu long đã biết đang chạy bước trong lúc đó nhìn thấy có nữ tính trải qua liền có thể quá khứ thổ lộ chỉ ít làm cho đối phương thấy rõ ngay mặt còn muốn nói lên một câu ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú hoặc là ta thích ngươi hoặc là ta yêu ngươi ngẫm lại cái kia tình cảnh một nửa khỏa kỳ quái nam nhân không ngừng chạy trước bước nhìn thấy một nữ nhân về sau liền đi qua nói ta rất thích ngươi a à. có thể không bị đương xà tinh bệnh sao Trần Thiếu Long biết Tiết Tháo nếu không bảo đảm. Kỳ thật mặc tiểu khố chạy bộ, cũng không có gì ghê gớm, ham buốc thị đám người vẫn tương đối mở ra, nghiêm cẩn nước đức người cũng thích lãng mạn, có lẽ sẽ còn thu hoạch được một số người tán đồng. Nhưng là, hiện tại là tháng 10 trời ạ. Nước Đức không tính là Bắc Âu, thời tiết cũng có chút lạnh, đoạn thời gian gần nhất, nhiệt độ cao nhất độ chỉ có 12 độ, tầm thường buổi sáng chỉ có 6,7 độ, còn thường thường mưa phùn giả rích ra ngoài đám người khẳng định tay áo dài, quần dài, nếu không sẽ còn cảm thấy rét lạnh. Loại này nhiệt độ cùng thời tiết dưới, một cái chỉ mặc thiếp thân tiểu khố, đi chạy cự ly dài rèn luyện nam nhân, không hề nghi ngờ sẽ hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Tốt a, à, là nam hai. Đây không phải trọng điểm chân thiếu long đã bắt đầu cảm thấy lúng túng nhưng thừa hành nhanh chóng làm chết nguyên tắc hắn vẫn là cố nén xấu hổ nhắm mắt lại cái gì đều không đi nghĩ cởi bỏ áo ngủ quần ngủ chỉ mặc tiểu khố đi ra cửa phòng bên ngoài một ngày mới bắt đầu quá dương ra ra chầm chậm dâng lên chiếu rọi mỹ hảo một ngày chân thiếu long nội tâm thì một mảnh lờ mờ chạy không bao lâu liền gặp được cái đồ thể thao hoạt bát nữ hài chạy tới kinh ngạc hỏi uy Ta đang gọi ngươi, làm sao mặc thành dạng này? Có phải hay không ngủ mơ hồ? Trần Thiếu Long nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy thống khổ mà nói, ta rất thích ngươi a, à, cái gì, ta thích ngươi? Nghe được đi, gặp lại, Trần Thiếu Long nói xong lấy trăm mét tốc độ, nhanh chóng vượt qua vận động nữ hài, kéo xa xa mới phát giác được dễ chịu một chút. Lần thứ hai là cái chừng 30 tuổi chức nghiệp nữ tính, nàng tựa hồ là thời gian đang gấp đi làm, chân thiếu long chạy tới, nữ nhân giật này mình tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn chỉ có thể hô to một tiếng, vị tỷ tỷ này. Ta rất thích ngươi a à. Sau đó chân thiếu long gặp các loại đáp lại có bệnh, thật không dám tin tưởng, lại có người thổ lộ ta. Là đang nằm mơ sao, ngươi là lõa thể hiệp hội sao. Ca môn, ta cho rằng ngươi hẳn là đi phòng tập thể thao rèn luyện, luyện được lại cường tráng một chút mới có thể dựa vào chiêu này hấp dẫn nữ hài. Ngươi vì cái gì không hướng ta thổ lộ, là chê ta quá già sao? Trần Thiếu Long thống khổ hoàn thành buổi sáng nhiệm vụ, chờ đi tới câu lạc bộ, hắn lập tức vào phòng thay quần áo phòng tắm, dự định tỉnh táo một hồi trở ra. Ngày mai còn muốn tiếp tục không? vẻn vẹn qua ba ngày thời gian st Poly đội thanh niên chỗ stern địa khu xung quanh mấy cái đường đi đều biết buổi sáng sẽ có cái trẻ tuổi người phương đông vẻn vẹn thân mang thiết thân tiểu khố dọc theo đường đi tiến hành chạy cự ly dài rèn luyện không phải gọi chạy cự ly dài cầu yêu hắn gặp được mỗi cái nữ nhân trẻ tuổi đều sẽ cao điệu thổ lộ một câu ta thích ngươi Người thật xinh đẹp, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta yêu ngươi. Cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử còn rất có ý tứ. Sau khi nói xong liền sẽ nhanh chóng chạy đi, tựa hồ không muốn nghe đến cự tuyệt lại hoặc là da mặt quá mỏng, cảm thấy quá mức ngượng ngùng. Buổi sáng có rèn luyện thói quen nữ nhân trẻ tuổi cơ bản đều bị thổ lộ qua trong đó đều cũng có thị bạch lĩnh, có sinh viên đại học, cũng có sớm kết hôn gia đình bà chủ, còn có kiếm khách di nữ, thậm chí còn có cái tuổi hơn 40, cách ăn mặc mốt bác gái. Nước Đức người cũng có bát quái thói quen, nhất là đầu đường cuối ngõ dân bản xứ, thảo luận nhiều tin tức bắt đầu lưu truyền, hắn đến từ Trung Quốc. Hắn tựa như là ST Poly đội thanh niên cầu thủ, vừa gia nhập đội bóng không bao lâu, đây có lẽ là Trung Quốc truyền thống quen thuộc hắn không phải biểu đạt yêu thương chỉ là chào hỏi có lẽ là hắn tiếng đức không tốt đem thích ngươi trở thành hello hắn vì cái gì chỉ mặc tiểu khố gần nhất thời tiết cũng không tốt như vậy sáng sớm hôm qua còn có tiểu vũ sương mù mù mịt thân thể của hắn khẳng định không tệ ta sẽ đông không dám ra ngoài Tin tức truyền truyền liền thay đổi hương vị, theo nào đó nhân sĩ biết chuyện lộ ra, cái tên này gọi Chân Tiểu Hòa tử, cùng bạn gái chia tay, hắn muốn tìm cái mới bạn gái. Nhưng ở Hamburg chưa quen cuộc sống nơi đây, tiếng Đức lại không quá tốt, làm sao cũng tìm không thấy kết giao người, thế là liền đến chỗ thổ lộ nữ nhân trẻ tuổi. Lớn diện tích tung lưới hy vọng có thể có lòng của nữ nhân động, tin tức này nói cùng thật. Trần Thiếu Long lại đi sớm rèn luyện thời điểm, lại đụng phải chuyện lúng túng, có nữ nhân chờ ở dọc đường trên đường, chuyên môn đối với hắn chỉ trỏ, còn có nữ nhân không ngừng vứt mị nhãn. Còn có nữ nhân tới đối với hắn thổ lộ, chúng ta có thể thử kết giao nhìn xem, đây là điện thoại của ta, ta cũng vừa cùng bạn trai chia tay, muốn thử xem Trung Quốc bạn trai là cảm giác gì nói thật ta không thích người Trung Quốc tướng mạo, người cũng có chút gầy yếu, nhưng thử một lần cũng không quan hệ. Trần Thiếu Long hoàn toàn mộng, hắn không hiểu được vì sao lại biến thành dạng này, lại lấy siêu việt trăm mét tốc độ cực hạn chạy đi, tựa như đang bị một đám cầm đao địch nhân truy chặt. Có nữ nhân thổ lộ là không sai, nhưng nhìn xem sau lưng lệch ra dưa nát táo đi. Mập mạp, cự xấu, tuổi già. Trở lên ba cái từ không sai biệt lắm có thể bao dung tất cả. Trần Thiếu Long chạy mau bên trong, vẫn không quên đối, nhìn quá khứ, người đi đường nữ thổ lộ chờ hoàn thành cái cuối cùng chỉ tiêu, chạy đầy ba cây số về sau, hắn lập tức đâm vào trong túc xá. Tỉnh táo, lần này cần thời gian dài hơn tỉnh táo. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta có thể ghi bàn bất cật tiểu nam ta muốn vào cầu có ngươi không có ngươi đều như thế. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Cùng ngày đội thanh niên huấn luyện bên trong, không ít đồng đội cũng đối chân thiếu long chỉ trỏ, nói đến chuyện này đều cảm thấy rất buồn cười. Phiêu ro căn bản cũng không có để ý chân thiếu long là tính cách cố chấp gia hỏa thấy thế nào đều là não mạch kín không bình thường ngẫu nhiên sẽ còn toát ra không giải thích được làm nhiều một kiện chuyện kỳ quái có gì ghê gớm đâu chuyện này cũng làm cho Phil Ro, càng thêm kiên định đem chân thiếu long đuổi ra đội bóng quyết tâm gia hỏa này ở tại trong đội sẽ chỉ gây nên hỗn loạn cùng ngày huấn luyện hết thầy bình thường bởi vì ngày thứ hai là nước Đức Bắc khu thi đấu vòng tròn, Estipoli đội thanh niên muốn tiến hành sân nhà tranh tài, buổi xế chiều, Führer nói tới đối thủ Osnabrück. Osnabrück thành lập tại 1899 niên, câu lạc bộ lịch sử đạt đến kinh người năm 106, dù là tại toàn bộ nước Đức giới bóng đá, đều là cổ xưa nhất đội ngũ một trong nhưng bọn hắn thành tích vẫn luôn rất kém cỏi, cơ hồ chưa hề từng tiến vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Đến bây giờ, như cũ chỉ tham gia địa khu thi đấu vòng tròn, đối thủ có thật nhiều, đều là mỗi lớn câu lạc bộ đội thanh niên. ST Poli đội thanh niên, cũng là một trong số đó. Nghiệp sư đội, không có gì đáng nói, trong đội có huấn luyện viên nhà nghề, nhưng cầu thủ năng lực bình thường đều tranh lệch, không đuổi kịp chức nghiệp câu lạc bộ tuổi trẻ các thiên tài nghiệp dư đội cũng là có ưu điểm chủ yếu là có hai đầu một là đá càng chuyên nghiệp tại chiến thuật phương diện nghiệp dư đội lại so với đội thanh niên thay đổi nhỏ rất nhiều bọn hắn là lợi dụng tỉ mỉ chiến thuật bổ túc cầu thủ năng lực tranh lệch dĩ nhiên không phải nói đội thanh niên cầu thủ chiến thuật năng lực không đủ mà là huấn luyện viên sẽ không an bài quá cẩn thận chiến thuật lớn bi thi đấu là để thanh niên cầu thủ tự do phát huy lấy xúc tiến bọn hắn trưởng thành vì tranh tài thắng lợi bố trí quá cẩn thận chiến thuật có thể sẽ hạn chế cầu thủ sức sáng tạo cái này cùng đội thanh niên bồi dưỡng cầu thủ mục đích trái ngược điểm thứ hai chính là nghiệp dư đội cầu thủ bình quân tuổi tác sẽ lớn hơn vài tuổi thân thể cũng phổ biến so thanh niên cầu thủ cường tráng một chút những này mọi người đều biết Führer nói vẫn là trong trận đấu cần thiết phải chú ý vấn đề nhỏ, cũng nhắc nhở mọi người không muốn bởi vậy xúc động thụ thương. Tại nói đơn giản một chút đồ vật về sau, Führer liền tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách Benedict T, Suss, Robo, Bern, Philip Kala, cùng chân. Nói xong lời cuối cùng một cái tên lúc, Führer trùng điệp nhìn chân thiếu long một chút những người khác cũng đều nhìn về phía chân thiếu long, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, chân vậy mà xuất ra đầu tiên rồi, làm sao lại thế? Xuất ra đầu tiên vậy mà không có ta. Trần Thiếu Long gia nhập đội bóng gần 3 tháng, chỉ ở mở đầu một tháng, có hai lần dự bị ra sân ghi chép, còn lại tranh tài, hoặc là ngồi tại ghế dự bị. Hoặc là dứt khoát không có thể đi vào nhập danh sách lớn. Xuất ra đầu tiên. Ro sẽ không niệm sai đi. Toàn bộ đội bóng đều biết, Ro đối chân thiếu long giác quan không tốt. Kia là rõ ràng. Trần Thiếu Long vừa tiến vào đội bóng lúc tình huống muốn tốt quá nhiều, phiêu ro thái độ đối với hắn, cùng những người khác không sai biệt lắm, quan tâm hắn huấn luyện, quan tâm hắn năng lực, quan tâm hắn tăng lên. Führer là cái không tệ huấn luyện viên, hắn dẫn đội thanh niên quân bồi dưỡng cầu thủ, VST Poly đội 1 không ngừng chuyển vận lấy huyết dịch. Sự tình tại hai tháng trước phát sinh chuyển biến. Trần Thiếu Long luôn luôn làm một chút chuyện kỳ quái, cùng đồng đội, huấn luyện viên nói chuyện cũng biến thành phi thường ngay thẳng, thậm chí là làm cho người ta chán ghét có một lần bởi vì giữa trưa đi kiện thân, ảnh hưởng đến buổi chiều huấn luyện trạng thái bị phê bình, hắn lập tức tranh luận nói, phiêu ro tiên sinh, ta không có những người khác cường tráng. Đến trong trận đấu rất bình thường ăn thiệt thói. Kiện thân mới là đối ta nhất có trợ giúp, phổ thông huấn luyện, đối ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp, phiêu ro mặt đều bị tức đen. Lời này nếu là trong âm thầm nói, đại khái phiêu ro cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng là cầu thủ nói ra trong lòng nghĩ pháp, thảo luận một chút mình yêu khuyết điểm. Chế định tương lai huấn luyện phương hướng, trước mặt mọi người nói chẳng khác nào khiêu chiến huấn luyện viên quyền uy. Về sau chân thiếu long liền lại không có thể thu được đến ra sân cơ hội, một lần dự bị đều không có, ngẫu nhiên tiến vào danh sách lớn, cũng là khô tọa ghế dự bị 90 phút có ít người đầy đồng tình chân thiếu long. Bất quá hồi tưởng lại chân thiếu long, ngày thường một bộ người không việc gì, hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, tại liên tưởng lại mặt dạn mày dày, để phiêu ro đem xinh đẹp nữ nhi ly ra gả cho hắn. Tốt a à, gia hỏa này không đáng đồng tình. Hiện tại phát hiện chân thiếu long tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách, rất nhiều cầu thủ không khỏi đối phiêu ro sùng kính. Ro thật là một cái đại công vô tư huấn luyện viên a, cho dù là đối cái nào đó cầu thủ giác quan không tốt, hắn vẫn như cũ để tên này cầu thủ tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Trần Thiếu Long cũng cảm giác không hiểu thấu. Xuất ra đầu tiên danh sách, làm sao có thể? Xuyên qua tới hơn 2 tháng, hắn vẫn là hiểu rõ mình tình cảnh, cùng huấn luyện viên Führer quan hệ không tốt cũng chỉ là một trong số đó, trên thực tế, bởi vì thân thể gầy yếu quan hệ hắn tại trong đội thực lực xếp hạng hạ du, huấn luyện bên trong biểu hiện cũng rất bình thường, khẳng định không đuổi kịp trong đội bạt tiêm thiên tài. Thường ngày tranh tài, không thể ra sân cũng là bình thường. Chân thiếu long đều đã quen thuộc. Hiện tại bỗng nhiên tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách, hắn đầu tiên không phải kinh hỉ mà là vô cùng kinh ngạc, liền không nhịn được mở miệng hỏi, phiêu ro tiên sinh, người không có niệm sai ta là xuất gia đầu tiên, phiêu trùng điệp hừ một tiếng, phảng phất tại biểu đạt trong lòng bất mãn, làm sao? Người không muốn xuất gia đầu tiên, muốn, muốn, chân thiếu long đại hỷ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có cơ hội biểu hiện tóm lại sẽ không sai. Mãi cho đến huấn luyện kết thúc, về phòng thay quần áo thay quần áo, chân thiếu long trên mặt còn mang theo cười, vô cùng chờ đợi ngày mai tranh tài. Froberg đi tới. Freiburg là đội thanh niên hạch tâm giữa trận, dưới chân kỹ thuật phi thường linh hoạt, bị cho rằng tương lai nhất định có thể đá tiến vào đội 1, thậm chí là tiến vào Bundesliga phát triển thiên tài. Trần, ngươi lại là lần đầu tiên tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách, chúc mừng ngươi. Freiburg câu nói đầu tiên, còn khiến người ta cảm thấy rất tốt, nhưng ngay sau đó cũng làm người ta phản cảm, ngươi hẳn là lấy lòng ta, lấy lòng ngươi, Trần Thiếu Long nhìn sang. Đúng vậy, lấy lòng ta, Freberg đương nhiên nói, nếu như ngươi suy nghĩ nhiều nhận banh, nhất định phải lấy lòng ta, ta chuyển bóng thế nhưng là trong đội ưu tú nhất. Có lẽ chuyển cái bóng tốt, ngươi liền có thể hoàn thành dẫn bóng. Những người khác nghe nói như thế, có lẽ sẽ yên lặng cười một tiếng, hoặc là dứt khoát tán dương Freberg vài câu, chân thiếu long liền không đồng dạng mới mở miệng biểu đạt ra khinh thường tối bổng là chính ngươi cho rằng, ta nếu là muốn vào cầu, có hay không ngươi cũng không quan hệ, một câu, thế này người chết. Froberg kinh ngạc há to miệng, hắn chẳng thể nghĩ tới chân thiếu long sẽ nói như vậy, lập tức bị phẫn nộ tràn ngập nội tâm, đây chính là ngươi nói. Ngày mai tranh tài, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp vào cầu. Chờ xem, đây là ngươi lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, cũng khẳng định là một lần cuối cùng, chân thiếu long không thèm để ý nhún nhún vai. Froberg đi ra, nhưng sự tình vẫn chưa xong, hắn lập tức hiệu triệu các đội hữu cũng không cho phía trước chuyển bóng. Đều biệt chuyện cho hắn. Hắn nói, hắn muốn vào cầu, không có chuyển bóng cũng có thể tiến, chúng ta không cùng hắn phối hợp, để chính hắn ở phía trước làm đứng đấy đi. ST Poly đội thanh niên bên trong, Froberg nhân duyên cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng làm Hamburg dân bản xứ, lại là trong đội nổi danh thiên tài muốn so mới tới thế nào đến chân thiếu long mạnh hơn nhiều lắm. Froberg liên hệ mấy cái xuất ra đầu tiên đồng đội, nhất trí quyết định cô lập chân thiếu long, bọn hắn thương thảo hoàn toàn không tị hiểm người. Chân thiếu long toàn nghe được. Froberg ánh mắt đều viết đầy đắc ý, phảng phất tại nói, nhìn thấy không? Đây chính là chọc giận ta ra sân, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta có thể ghi bàn bất cật tiểu nam dẫn bóng chính là quỷ dị như vậy. Nghe chọn bộ tại mê audio com Tranh tài tới. ST Poly đội thanh niên sân nhà là nằm ở Thánh Linh giã phía tây Stern công viên sân bóng. Cái này trời xế chiều, Stern công viên sân bóng, lần nữa bị phen bóng đá chật ních có không biết tình huống người nhìn thấy sân bóng chen vào nhiều như vậy fan bóng đá còn tưởng rằng là cái gì trọng lượng cấp tranh tài nhưng trên thực tế muốn tiến hành chỉ là nước đức bắc khu thi đấu vòng tròn đội chủ nhà một phương cũng vẻn vẹn bundesliga hai cầu sẽ st poli đội thanh niên cái này cùng st poli được hoan nghênh trình độ có quan hệ st poli câu lạc bộ tuyên truyền tông giáo cuồng nhiệt cánh trái chính trị hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá ủng hộ cũng làm cho bọn hắn trở thành nước đức được hoan nghênh nhất câu lạc bộ một trong dù là thân ở bundesliga hai đấu trường vẫn như cũ có vô số chen chúc cả nước phạm vi bên trong người ủng hộ số lượng cao hơn nhiều phổ thông bundesliga cầu hội ST Poly đội thanh niên cũng bị dư ba bao trùm, rất nhiều thánh linh dã xung quanh fan bóng đá, đều quen thuộc đến Stern công viên sân bóng ủng hộ đội thanh niên. Stern công viên sân bóng, có thể chứa đựng hơn 4.000 tên fan bóng đá, ngày thường chủ đội tranh tài, thính phòng sẽ bị chiếm hết 2 phần 3, tương đối Bundesliga 2 cầu sẽ đội thanh niên. Tuyệt đối là rất không tầm thường số liệu. Ngày này cũng kém không nhiều đến đây fan bóng đá gần 3.000 người, sân thi đấu bên trên nhìn sang, giống như chu vi tràn đầy đều là fan bóng đá thân ảnh. Cái này khiến ra sân từ đầu chân thiếu long, hơi cảm nhận được một điểm khẩn trương. Không sao, chỉ là ra sân từ đầu ta là cầu thủ chuyên nghiệp, đây chỉ là nhỏ tràng diện mấy ngàn người mà thôi. Không cần để ý fan bóng đá, chỉ đầu nhập tranh tài liền tốt. Chân Thiếu Long không ngừng nói với chính mình, xuyên qua đến nay hắn chỉ dự bị ra sân một lần, ra sân có 10 phút, nửa đường chỉ có một lần sờ cầu. Kia là sân khách tranh tài, chung quanh fan bóng đá chỉ có vài trăm người, phân bố thưa thớt, có điểm giống là không ai xem bóng, tự nhiên không có gì khẩn trương. Hiện tại là chính thức xuất ra đầu tiên, đến đây xem bóng có mấy ngàn người, cảm giác hoàn toàn không giống sau lưng truyền ra một cái chán ghét thanh âm, ha ha, chân, ngươi có phải hay không khẩn trương? Lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, yên tâm đi, chúng ta là tuyệt không có khả năng cho ngươi truyền bóng. Dù sao ngươi cũng tiếp không đến cầu, có khẩn trương hay không đều như thế, đây tuyệt đối không phải an ủi. Trần Thiếu Long lúc này liền về thế này một câu, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Cốt, Froberg tức giận nói, còn mạnh miệng người liền chờ xem